Ý ngài là muốn tôi giao dịch với người tình của ngài sao? Đúng vậy. Kiều Trang là vợ xinh đẹp của tôi. Rất xứng đáng giao dịch về phi vụ này. Đúng vậy, em và anh, chúng ta là hai người được tin tưởng nhất. Chúng ta có thể thay chủ làm được việc này. Em nghĩ ok mà. Thôi được rồi. Nếu như ý ngài đã quyết như vậy thì tôi cũng sẽ theo. Tôi chỉ muốn chia sẻ thế này. Tiền và hàng đang nằm ở trong tay chúng ta. Nếu như các ngài vẫn cứ do dự như vậy thì tôi nghĩ là tiền sẽ tuột khỏi tay đấy. Thôi, tôi xin phép ra nghe điện thoại. Bảo. Bảo ơi, hả? Ông thấy tôi đánh đàn thế nào? Vẫn bay như ngày xưa. Xem nào, cô có xem gà chín chưa nào? Chín chưa. Mùi thơm quá, anh ơi, chín rồi. Anh Quang anh ơi, gà chín rồi. Chín rồi à? Ăn đi. Ngửi xem, cái mùi này nhá, là cái mùi thơm đặc trưng của ngày xưa đấy. Ừ, đúng rồi, đúng như ngày xưa. Bia đây, bia đây, bia đây. Ok. Nào, chúng ta mừng ngày hội ngộ nào. Dơ, dơ. Em cứ mơ cái cảnh này bao nhiêu năm nay rồi, mà hôm nay mới ước mơ đấy biến thành hiện thực anh ạ. Vui quá. Anh bảo đây, 10 năm rồi, ba đứa chúng ta cũng đã lớn. Và ai cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Thế nên hôm nay gặp nhau, hãy vui lên nhá. Okay. Vui hết đất nhá. Rồi, xé con gà này, phải ăn cho hết. Nào, xé đấy. Vợ ơi, gà chín rồi em ơi. Này, vẫn cứ một mình lang thang ngoài biển. Thôi, mình cứ ăn đi. Nào, mình vô cái nữa đâu. Go. Ui, ngon thế. Thơm lắm. Đúng như mùi ngày xưa em ạ. Ngon quá. Thơm nhở. Đã quá. Tao phê cái cảm giác này. Đúng là không gì bằng tình bạn. Chúng mày nhớ nhá. Cho dù nhớ. Cuộc đời có phiêu dạt, có gian nan và thử thách, có sóng gió đến đâu, thì ba đứa chúng ta vẫn mãi là một lứa bên trời, hiểu chưa? Ok. Dạ. Okay. Yeah. À anh Bảo, 15 rồi em chưa thấy các anh đấu võ với nhau. Thế hôm nay hai anh đấu võ với nhau để em xem nhá. Ngày xưa anh và nó đấu võ là ngang nhau đấy. Không biết bây giờ tay nghề nó thế nào. Dám không? Ok, bạn và tôi đấu. Đây. Vẫn như xưa, bạn ra đọt trước. Rồi. Bọn này để mua hất cà vui thế lại cà gì vui cái tổ trà mày. Tôi đang tập võ đây. Thôi tập trung theo dõi nó đi để tao đi nghỉ một lát. Vâng đại ca, cứ để em. Vẫn như xưa, không ai thắng không ai thua. À, bây giờ tôi bảo nhé. Ừ. Hai người cứ xé gà và chuẩn bị bia. Ừ. Tôi ra ngoài gọi Phượng nhé. Ông ra đón đi. Phượng ơi, anh vào đánh đàn cho em đi. Nó vẫn thế em ạ.
Đâu? Đâu? Cái gì vậy? Dạ. Anh gọi gì nhá? Mày nhìn kìa. Nhìn thấy hai đứa đang dắt tay nhau dưới biển đúng không? Đâu anh đưa em xem nào. Nếu những năm say vội vã, ta là trao em để rồi lãng. Anh Bảo. Những năm tháng em yêu anh. Yêu anh nhá. Có vội quá không em? Theo anh nghĩ ấy, thì lời yêu hãy để trong tim và cảm xúc thì nén nhé. Thì đấy, em đâu có kiềm chế được cảm xúc của mình. À, vợ này, em làm nghề DJ lâu chưa? Hả? Thực ra em cũng mới biết chơi thôi. Ừ. Gia đình em cũng là một gia đình gia giáo đấy. Thế à, kể anh nghe xem nào. Bố em thì làm giám đốc của một công ty lớn. Ừ. Mẹ thì làm giáo viên. Ừ, thế thì tuyệt vời. Sao em không theo nghề của bố mẹ mà đi làm DJ hả? Ừ. Em bỏ nhà đi cũng được 3 năm rồi. Sao lại thế? Em ghét sự giả tạo. Ai cũng có bồ hết. Họ chỉ là vợ chồng trước mặt em thôi. Em không thể nào chấp nhận được điều đấy, cho nên mới bỏ nhà đi lang thang. Phượng này, anh hiểu cảm giác của em. Nhưng mà thật may từ khi có anh, anh che chở cho em, em cảm thấy hạnh phúc lắm. Anh cũng cảm ơn em vì đã sưởi ấm trái tim anh. Nhìn chúng nó mới yêu nhau, chúng nó hôn nhau, nhìn thích nhỉ? Thích cái tổ cha mày. Nhưng mà tao vẫn cay đôi kia hơn. Giờ mày gọi cho bọn mẫu giáo đến xử lý chúng nó, dạy cho chúng nó biết thế nào là chữ. Vâng anh, để em gọi luôn. Chơi với em một lát, chút nữa buồn ngủ, anh lại về nhé. Anh Bảo này, nếu như mà anh và anh Bảo tóc dài phải đối đầu nhau, em sẽ nghiêng về phía ai? Anh biết rồi à? Anh biết chứ. Vì Bảo tóc dài là một mắt xích rất quan trọng trong chuyến án lần này. Chính vì thế, hôm qua tổ trưởng không cho anh tham gia cuộc họp, đúng không em? Cũng không thể trách các tổ trưởng được anh ạ. Em cũng phải lập lời thề mới được tham gia vào phá chuyên án đó, mà các sếp còn đang xem xét anh ạ. Anh cũng sẽ thề. Nếu như cậu ấy làm sai pháp luật, cậu ấy phải đền tội trước pháp luật. Thế nhưng anh và anh ấy đối đầu với nhau thì sao? Thì như những lần trước em biết đấy. Nhưng lần này anh phải chiến thắng cậu ấy, phải khống chế được cậu ấy. Em tin đó. Ây xa. Đi đâu? Ấy ấy ấy. Cứ bình tĩnh. Có chuyện gì thế lao bản? Ây da. Đã ba ngày nay rồi, bọn Ngộ không thấy đồng tính gì. Ngộ thấy nóng ruột quá, Ngộ yêu cầu Ní ngồi ngay ông chủ của con Ní tới đây để bàn chuyện.
không thì bọn ngố lấy hết hàng về. Ấy kìa lao bản cứ bình tĩnh, chỉ nội một trong hai ngày sẽ có tiền cho lao bản thôi. Còn bây giờ lao bản cứ ăn chơi nhảy múa đi đã. Á Mẩy đâu? Mang thêm rượu thịt và gọi thêm mấy em tiếp lao bản. Kìa lao bản, cứ vào chơi đi. Ôi da, không ăn chơi gì nữa nha, nhưng mày phải nhớ tới nha. Được rồi, lao bản cứ vào chơi tiếp đi. Từ khi Bảo Tóc Dài xuất hiện ở địa bàn chúng ta, mọi việc nó cứ rối tung cả lên. Các đồng chí đã biết, Bảo Tóc Dài là một mắt xích rất quan trọng trong chuyên án này. Thủ trưởng cục đã giao nhiệm vụ cho phòng chúng ta bằng mọi cách phải phá được vụ án. Đồng chí Xuyên. Có tôi. Đồng chí Anh. Có tôi. Đồng chí Hoàng Yến. Có tôi. Ba đồng chí tìm mọi biện pháp tiếp cận Bảo Tóc Dài, khai thác thông tin để xem người đứng sau vụ án này là ai. Sau đó các đồng chí báo cáo cho đồng chí Cờ. Rõ chưa? Rõ. Thưa thủ trưởng, tôi xin có ý kiến là cho chúng tôi tự quyết định phương án tiếp cận mục tiêu. Được, các đồng chí triển khai đi. Rõ. Rõ. Tớ bảo này, cậu nhớ phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhé. Tớ tin là cậu sẽ làm được. Thật ra thì bắt tội phạm ấy, với tớ thì tớ không ngại. Nhưng mà tớ chưa yêu ai bao giờ cả. Tớ chỉ sợ tớ không thể làm tròn vai để yêu hắn ta được thôi. Anh Bảo là bạn của mình từ bé. Anh ấy tính như một chú ngựa hoang ấy. Nhưng điểm yếu của anh ấy là sống tình cảm và thích cái đẹp, ngoan hiền. Tớ tin là cậu có cơ hội. Tớ sẽ cố gắng. Mình cũng cố gắng nhá. Anh! Chào anh, chị đẹp. Chào anh. Em chào anh. Có việc gì mà gọi anh ra gấp thế hả? Anh à, hôm nay em muốn giới thiệu với anh. Đây là Bích Hạnh, bạn gái của em. Vâng ạ, cô ấy là một cô gái ngoan hiền, là giáo viên nhá. Ngoan hiền, xinh đẹp. Chào em. Em chào anh. Nhìn anh bên ngoài có vẻ phong trần hơn trong ảnh rất nhiều á. Phong trần ấy là một cái nét của con ngựa hoang. Mà anh ấy, anh lại thích là ngựa hoang. Mà ngựa hoang ấy thì có cầm cương lắm. Ôi, anh nói thế sợ nhờ. Đừng có sợ. Này, em bảo này, em ấy hãy thử một lần cầm cương chung ngựa hoang, ý thú phết đấy. Thật không ạ? Thật. Wow, tuyệt vời nhá. Em không ngờ hai người lại hợp nhau mà nhanh hiểu nhau đến thế. Thôi bây giờ em có việc phải đi rồi, em bận lắm. Em phải đi. Sao cậu về sớm thế? Chúc hai người hạnh phúc nha, có tình yêu đẹp nha. Xin chào thầy Tuấn Hải. Bye bye nha. Bye bye đi nha. Bye bye hai. Này. Ôi anh, anh làm gì thế? Mình mới gặp nhau mà. Em không thích à? Không, em ngại ạ. Nếu em ngại thì thôi. Không, ý của em là mình có thể đến một chỗ nào có không gian riêng. Em muốn nói chuyện riêng với anh, nó đỡ ngại hơn ạ. Đại ca, lão Phản báo là chúng ta phải chuyển tiền ngay, không lão sẽ mang hàng về đấy. Hàng đã về đến hàng,
mà bọn Hà Sẹo vẫn còn chưa muốn nhận hàng. Chúng nó muốn tao xuất hiện giao hàng cho bọn chúng nó đây. Em nghĩ là đến nước này thì đại ca liều một phen. Thôi được, muốn làm ăn lớn thì phải liều một phen. Mày bảo với bảo tóc dài chuẩn bị giao hàng, đến phút cuối rồng sẽ xuất hiện. Vâng, em gọi ngay. Ta lật bài ngửa nhé. Dạ vâng. Thật ra thì anh và Yến coi nhau như anh em ruột, cho nên anh rất quý Yến. Chính vì thế cho nên anh mới nhận lời của Yến để cho cô ấy vui thôi. Chứ còn thật ra anh không phải là loại đàn ông ham gái. Em cũng đoán được là như thế. Yến còn nói với em anh là một người đàn ông rất là tuyệt vời. Bên ngoài thì rất là mạnh mẽ, còn bên trong thì rất là tình cảm. Em cũng tò mò nên em cũng muốn thử để gặp anh một lần. Em này, thế lỡ em thử gặp anh mà em lại thích anh thì sao? Em cũng sợ chứ. Nhưng em cũng không biết thế nào cả. Anh bảo rồi. Dạ. Hạnh có người yêu chưa? Em chưa có ạ. Đừng có lẩn tránh anh, Hạnh. Dạ. Giả sử như cuộc tình này Yến làm mối mà em lại yêu anh, còn anh ấy như một chú ngựa hoang, thế em cũng sợ yêu anh rồi em sẽ khổ à? À. Em có sợ ạ. Em hãy nhìn vào mắt anh đi. Em nhắm mắt lại đi. Sao anh bảo em nhắm mắt lại? Anh định làm gì em? Không sao. Anh muốn cướp đi nụ hôn đầu đời của em. Nhắm mắt lại. Tớ bảo rồi, tớ không làm được đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tớ tin cậu làm được. Chỉ là chưa đủ để anh ấy tin tưởng thôi. Nhưng Yến ơi, bây giờ tớ phải làm gì? Cậu phải nhớ, nhiệm vụ của chúng ta là tiếp cận được chiếc điện thoại và lấy được hết thông tin của nó. Bằng mọi giá chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Tớ tin là cậu làm được. Tớ hiểu rồi. Thế cậu định thế nào? Phương án 2. Alo, anh đây. Một bạn em nó nhắn tin cho em. Nó muốn tự tử. Em sợ lắm. Anh vừa nói gì thì tự bảo thế. Em bắt đèn lên đây. Cái gì? Làm gì có chuyện đấy?
em cứ bình tĩnh. Thôi rồi, để anh ra xem sao. Phượng, Phượng ơi. Dạ. À, anh bảo, anh ra ngoài một chút nhá. Em cứ ở đây tận hưởng đi. Vâng. Phượng này, nhìn anh vệ sĩ mới của em trong phong trần đấy nhỉ? Không phải vệ sĩ đâu ạ, anh ấy là người yêu em đấy. Ừ, chị biết rồi, em gái của chị xinh đẹp thế này, anh hùng nào chả đồ. Em đẹp lên là nhờ viện thẩm mỹ quốc tế Ngọc Thiên Thảo của chị đấy. Tối nay em lại có show diễn à? Vâng, em đánh DJ trên ba. Thế à, thế thì giờ em nằm im để chị nằm đẹp và em tận hưởng nhé. Vâng. Em bình tĩnh nào, đừng có hành động như thế chứ. Anh xin lỗi, vừa nãy có thể anh bông đùa với tình cảm của em. Nhưng mà em anh nghĩ nó là chuyện bình thường thôi mà, nhá. Em suy nghĩ lớn lên, đừng có bồng bột như vậy, nhá. Đừng có hành động như thế. Đừng không, hình như em đang rất là mệt. Có lẽ em bị trúng gió rồi. Đâu, thử xem nào. Chết rồi, chán em nóng lắm. Này, anh bảo, bây giờ bình tĩnh, nghe anh. Anh đưa em về phòng khách sạn, rồi mua thuốc cho em uống, em nghỉ ngơi nhá. Nào, đi, đi, nghe theo anh. Nào, đi. Bình tĩnh nhá. Anh đi xe đây. Em đỡ đau lòng chưa? Chưa. Hạnh, dậy em. Đây, uống hấp nước sẽ khỏe hơn đấy. Hạ sốt nhá. Uống đi. Sao thế? Em xin lỗi nhá. Không sao. Em mệt quá. Em làm gì thế hả? Máy em hết pin, em muốn gọi cho Yến báo là em vẫn còn đang rất là ổn. Thật thế không? Thật mà anh. Hạnh à? Dạ. Anh bảo. Anh làm gì em đây? Nào, nghe đây. Anh thích em, em cũng thích anh đúng không? Thế thì mình cứ yêu nhau đi, mọi chuyện kệ. Không, anh bỏ em ra đi. Anh yêu em. Anh bỏ em ra đi. Anh ơi, anh không được làm thế. Em bảo anh bỏ ra. Bỏ em ra. Anh bỏ em ra đi. Được. Nếu rồng đã xuất đầu lộ diện thì hổ tội gì không vồ mồi. Tôi đồng ý ông ra địa điểm thời gian giao hàng. Thưa ngài, bên ngài cứ chuẩn bị tiền, còn hàng chúng ta sẽ giao như kế hoạch đã bàn. Ok.
nó là... Cậu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mình cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng mà Yến ơi, mình cũng đã phải trả giá. Trả giá là sao? Là sao? Có phải cậu đã... Đúng Yến ạ. Mình không hiểu sao, không hiểu sao lúc đấy anh ta lại giỏi như thế. Anh ta khiến trái tim của mình rung động. Và rồi mình cũng đã không cưỡng lại được. Thôi, bình tĩnh nào. Yến ơi, bây giờ mình cảm thấy mình không còn xứng đáng ở trong lực lượng này nữa. Bình tĩnh cậu. Cậu bình tĩnh. Bình tĩnh cậu ơi. Không, không. Bình tĩnh Hành ơi. Chạy đi em. Buồn ngủ lắm. Chạy đi. Cho anh yêu nhá. Nhớ em lắm. Chính vợ của anh. Báo cáo thủ trưởng. Như vậy là điệp vụ 07 đã báo về. Chắc chắn đêm hôm nay các đối tượng sẽ vận chuyển hàng. Như vậy là rồng đã ra khỏi hang và cọ cũng đã xuất hiện. Các đồng chí phải huy động toàn bộ lực lượng để sẵn sàng tóm gọn bọn chúng. Đồng chí Hà. Có. Đồng chí tiếp tục chỉ huy toàn bộ lực lượng chờ thời cơ để tấn công. Có. Đồng chí Quang Anh. Có. Đồng chí tiếp tục chỉ huy lực lượng trinh sát nằm chờ cục đấy. Khi nào có lệnh thì cũng kết hợp với nhóm 1 để tiến công. Rõ. Đồng chí Cường. Có đúng. Đồng chí giữ vững liên lạc với các nhóm trinh sát cơ sở. Cần thiết báo cáo trực tiếp về cho tôi. Chúc các đồng chí thành công. Rõ. We'll be right back.
Báo cáo. Hàng đã từng đến nhận mật thông, số lượng rất lớn ạ. Báo cáo hết. Hôm sám đã nghe rõ. Lệnh cho chim ưng không được để cho chim sẻ chạy thoát. Rõ. Các lực lượng còn lại triển khai theo phương án 2, theo sát hai đối tượng là Hùng Dâu và Hải Sẹo. Tình hình này rất biến động, nó phải căng lên, cho nên anh em cũng phải bảo nó đề phòng hết sức cẩn mật, tăng cường cảnh giác. Nếu như có biến thì thời báo cho tao ngay để còn thay đổi kế hoạch. Bọn chó bây giờ nó thấy lắm. Đại ca cứ yên tâm, cách thức vận chuyển hàng hóa của anh em mình bây giờ thay đổi liên tục. Với lại hiện giờ thì xe mình không có gì cả. Vậy là tao cứ nói thế, cẩn thận đề phòng vẫn hơn hả? Vâng, em biết rồi. Đi đi. Anh ạ, hôm nay rất hân hạnh và vinh dự anh xuống thăm nhà thằng em. Xin mời anh. Thưa chỉ huy, bà tóc dài đã có mặt tại quán mắt rồng. Xin lệnh chỉ huy ạ. Tất cả các đồng chí chú ý, cọp đã vào rõ. Tôi tuyên bố tất cả các lực lượng đồng loạt hành động. Lý do gì mà các anh xông vào đây thế này? Chúng tôi vẫn quả tang các ông đang thực hiện giao dịch buôn bán ma túy. Tang gì? Quả tang gì? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đây. Tất cả xông vào đây. 50-50. Sẽ cùng chết. Sẽ cùng chết. Ngồi anh ơi. Quả liều đạn đã được vô hiệu hóa. Hải Sẹo, anh văn hóa chúng tôi đi. Mày là công an, mày là con phản bội. Thế này là cái nào mà hại ra? Đồ con lê! Các đồng chí, thu hồi thằng mập, giải chúng đi. Đi. Phương, sao em lại đánh anh? Em là ai? Tao là ai à? Mày nhìn mày mất tao tin. Cháu có biết hôm nay vì sao mà chú mời cháu đến đây không? Cháu không. Trong thời gian vừa qua, chú biết qua cháu cũng như một số nguồn tin của những bà con vùng biên này đã cung cấp cho các chú về những cái hoạt động của bọn buôn bán ma túy. Điều đó giờ là rất tốt. Chú rất cảm ơn. Hôm nay chú mời cháu đến đây, chú muốn hỏi động cơ gì, cháu suy nghĩ như thế nào,
mà thu thập những cái thông tin của bọn tội phạm mà cung cấp cho công an. Ngồi đó chết oan. Sao? Như thế nào? Lão Hồng Dầu bắt ép bố cháu vận chuyển ma túy cho hắn. Mà đến khi bố cháu không làm nữa thì hắn thủ tiêu bố cháu luôn. Chính vì thế cháu đã cố gắng theo dõi những cái hành vi của chúng nó để báo lại cho chính quyền. Thật sự đến giờ phút này cháu chỉ còn biết trông chờ vào chính quyền nữa thôi. Các chú làm ơn hãy đưa những kẻ đó ra ngoài ánh sáng giúp cháu với ạ. Trước tiên chú xin chia buồn với cháu và gia đình. Và đến hôm nay thì chú cũng hiểu tại sao bố cháu lại mất tích. Đấy, cháu biết rồi đấy. Bọn tội phạm không từ bất kỳ một cái thủ đoạn nào, kể cả là giết người. Bố cháu coi như là một thổ dân ở cái vùng này, quen tất cả các đường đi nước bước ở cái vùng biên này. Chắc là bọn chúng muốn lợi dụng bố cháu dẫn đường cho bọn chúng để tránh lực lượng hải quan và công an của chú. Bố cháu là một con người rất kiên nghị và trung thực, và có lẽ vì thế bọn chúng đã thủ tiêu. Một ngày, một giờ mà bọn tội phạm vẫn còn hoạt động thì cái sự bình yên của những cái vùng ven này sẽ không còn bình yên được. Mãi mãi là như thế. Rồi thanh niên các cháu, rồi biết bao nhiêu gia đình sẽ bị tan nát về cái chuyện buôn bán ma túy này. Cho nên hôm nay chú muốn mời cháu đến, thứ nhất là hỏi một lý do như thế. Và không ngờ là lại ra một cái vụ án khác đấy. Và cái đó thì sẽ một ngày nào đó sẽ phải đưa bọn chúng ra ánh sáng để đền tội. Nhưng chú muốn cháu thực sự hợp tác với bọn chúng sâu hơn, kỹ hơn. Cháu có dám làm không? Hợp tác là sao ạ? Nghĩa là cháu sẽ cùng nhập bọn với bọn chúng. Chuyện này cháu sợ là cháu không làm được ạ. Làm như thế nào? Chú sẽ bày cách cho cháu. Chỉ có điều là cháu có dám hay không thôi. Có quyết tâm làm hay không thôi. Có quyết tâm cùng chú bắt bọn chúng, tiêu diệt bọn chúng để giữ cái sự bình yên cho cái vùng ven này. Cháu có quyết tâm như thế không? Có muốn như thế không? Và trả thù cho bố cháu nữa? Có. Cháu sẽ quyết tâm. Thật sự? Vâng. Cháu phải trả thù cho bố cháu. Đã có tang vật, các đồng chí hãy giải tất cả chúng về đồn. Đi. Ta không ngờ giữa ba đứa chúng ta lại rơi vào tình huống éo le như thế này. Anh bảo, anh cố gắng cải tạo thật tốt nhá. Em tin anh vẫn còn cơ hội để sửa sai. Mày nói đi, tại sao? Tại sao mày làm việc phạm pháp như vậy? Ta bảo mày bao nhiêu lần rồi mà. Tại sao? Tại sao ạ? Chúng mày quá hiểu rồi còn gì. Tại vì nhà tao nghèo. Bố tao bị bệnh ung thư, chết sớm. Còn mẹ tao tiểu đường. Tao sớm đã làm một đứa trẻ lang thang ở vùng biên. Không có ông ấy nhận tao làm con nuôi.
thì tao đã chết ở vùng biên rồi. Bây giờ tao có tiếng nói, giàu sang phú quý, tao mang ơn người ta thì tao phải trả thôi. Đây là luật đời, chúng mày có hiểu không? Tao hiểu, tao rất hiểu điều đó. Nhưng bây giờ mày là tội phạm, còn tao là công an. Mày phải cải tạo cho tốt, để sau này ra tù chúng ta vẫn là những người bạn. Đó mới là luật đời, mày hiểu không? Anh Bảo, cố gắng cải tạo tốt anh nhá, cố lên. Vật chất chỉ là quá tay, đô la nhà lâu xe sang, nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nấm mồ. Kiếp người là cát bụi hư khô, như ngọn đèn trước gió ai ngờ. Nhân sinh tiền bạc là phù du, vật chất tiêu tan giàu sang cũng lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đáy, buông tay về trời đời bốc hóa hư khơ. Đô la nhà lâu xe sang, nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nấm mồ. Kiếp người là cát bụi hư vô, như ngọn đèn trước gió ai ngờ. Nhân sinh tiền bạc là phù du, vật chất tiêu tan giàu sang cũng lụi tàn. Sống sân si đời như ly không đáy, buông tay về trời đời bóng hóa hư khờ. Sống sân si đời như ly không đáy, buông tay về trời đời bóng hóa hư khờ.